Hello, kính chào mọi người. Bây giờ là đêm khuya, mọi người nhìn cái ánh sáng thì cũng biết rồi ha. Lý do là lứa ở cái chỗ nó ồn quá. Nó ồn đủ thứ âm thanh các loại. Cho nên là lứa phải những cái gì mà liên quan đến video, liên quan đến công việc rồi này nọ, lứa phải làm từ nửa đêm trở về sáng. Thì video này hai lúa muốn muốn khoe với mọi người là một cái chuyện nó cũng vui vui, mà thông thường những cái chuyện vui như vậy nó là một cái nguồn động lực, một cái sự động viên, sự khích lệ rất là to lớn đối với hai lúa. Hai lúa rất là trân trọng những cái chuyện này. Thì trước mắt mọi người á, đó bây giờ là 0 giờ rồi nhưng mà xe chạy như vậy đó. Trước mắt mọi người á là một cái máy du ki. Cái du ki hàng xịn nhá, hàng xịn đàng hoàng ha. Thì bây giờ trước khi về mặt cảm quan á, thì mình nhận nhận biết cái hình thức bên ngoài ha. À bây giờ để cho nó gọn ghẽ lại á, trước tiên á là lưới sẽ nói mấy cái thứ linh tinh này là những cái thứ mà từ chỗ hai lúa đó. Nếu mà ai mua máy may, máy giặt sổ đồ thì từ chỗ hai lúa gửi đi á, là thông thường là nó kèm đầy đủ những cái thứ này. Thì thông qua đây là hai lúa cũng muốn mọi người lưu ý á, là khi mình mua máy ở đâu, mua máy ở bất kỳ đâu, nếu người ta tặng thì cảm ơn, còn người ta không có tặng thì mình phải mua cho nó đầy đủ những cái thứ kèm theo. Thì như mọi người thấy nè, kéo bấm ha, đèn led ha, đèn led mà cái loại mà nó có cái 500 á, cái cục hít á, là mình hít ở đâu trên thân máy rồi mình điều khiển, mình bẻ cái cần đó, rồi tu vít hai chân vịt, hai kim nè, này là để mình vặn mấy con ốc nhỏ nhỏ như là ốc của cái thuyền á, mình chỉnh cái thuyền vô ra đó. Tuy nhiên có nhiều người muốn nhanh gọn lẹ thì dùng cái mũi kéo bấm, dặn cũng được. Nhưng mà lúa muốn mọi người xài cho nó đúng cách á, cho nên lúa lúa gửi kèm thêm cái tu vít nhỏ. Rồi suốt ha, suốt suốt kèm theo. Rồi dầu máy. Dầu máy thì thông thường là lúa gửi dư chứ không có gửi thiếu. Rồi, thì đó là những cái thứ linh tinh mà khi mà hai lúa gửi máy đi cho mọi người là lúa gửi đầy đủ những cái thứ này. Mà tặng là tặng đúng nghĩa chứ không có tính vô trong cái tiền máy xong rồi bảo là tặng ha. Thì tin hay không thì tùy. Thì lúa nói xong rồi. Rồi, trở lại vấn đề cái máy. Đây là cái máy Yuki thiệt. Và cái máy này là nó bơm dầu khép kín nha. Như thế nào là bơm dầu khép kín? Bây giờ mọi người xem nha. Đó, lúa vừa nghiêng cái máy lại thì mọi người thấy nè, đây là cái hộp dầu nè, đây là cái hộp dầu nó dính liền với dính chặt ở dưới cái đít máy á. Đó, xong rồi nó có cái hệ thống bơm nè, nó bơm đi toàn bộ ha, bơm đi toàn bộ để nó nuôi cái những cái bộ phận đó, nó tưới nó làm cho trơn các cái bộ phận đó.
Thì dầu á mình đổ vô đây, mình đổ vô nó chứa trong cái hộp này, nó kín mít ở trong này đó, thì nó tự bơm đi. Đó là gọi là bơm dầu khép kín hay còn gọi là dầu khô, máy dầu khô, dân trong nghề hay gọi đơn giản như vậy, còn gọi đầy đủ là bơm dầu khép kín. Thì thông thường á, những cái máy thông thường á là mình đổ dầu vô trong cái máng này, đúng không? Mình đổ dầu vô trong cái máng này, ở dưới này nó có cái bơm, nó bơm lên. Còn những cái máy bơm dầu khép kín á thì không có đổ dầu vô đây, không có đổ dầu vô cái máng này đó, mà đổ dầu ở trên này đây, cạy cạy cái nắp cao su này ra đổ dầu vô, hoặc có thể là mình xoay cái này ra đổ, nhưng mà hạn chế đừng có dùng cái này, cạy cái nút cao su này ra đổ dầu vô. Thì ở đây á, ở đây nó có cái cửa sổ báo, nó có cái kim, là mọi người thấy có hai cái vạch đỏ nè, có hai cái vạch đỏ, thì khi mình đổ dầu vô là nó có cái kim đỏ nó trồi lên đó, nó trồi lên, mình đổ vô rồi nó cái kim nó sẽ trồi lên, thì cái đầu kim á mà nó chạm cái vạch ở trên cùng này nè là được, cái vạch đỏ trên cùng này nè là được. Rồi thì cái máy luôn nói là cái máy là thiệt Yuki ha. Thì bây giờ để kiểm tra bằng cách nào, thứ nhất á, là người ta hay hay nhìn vô cái này nè, nhưng mà nó quái thai một điều á, cái máy đã qua sử dụng nha, cái này lúa cũng chưa có biết hỏi ai nữa, hỏi mấy ông thợ, nó quái thai một điều á là trên cái tem này nè, là cái chỗ mà người ta hay nhìn để biết là cái nguồn gốc xuất xứ nó được sản xuất ra ở đâu, thì cái ông này á trên cái tem này lại là gì đây, mọi người đọc nè, Made in Việt Nam. Thì cái này là không biết là do cái cơ chế nhập khẩu, rồi cái quy định về bán hàng như thế nào cũng không biết nữa đó. Thì ở trên cái tem này nè, nó có mã, là có số series rồi ha đó, nhưng mà nó để như vậy để là Made in Việt Nam. Nhưng mà những cái máy đời mới gần đây á, mọi người thấy gì không? Ở trên cái tem kim loại này nè, nó có cái mã QR đó, nó có cái mã QR, thì mình dùng cái app Zalo á, mình mở Zalo lên để mình quét cái mã QR này, thì nó sẽ cho ra một cái trang web của Nhật, của Yuki, nó cho ra một cái trang web chính thức của Yuki. Thì ở trên tem này á, cái mã máy của nó là cái gì, DDL900B đúng không? Thì mình quét cái này ra mà nó đúng như vậy ở trên cái trang web của Yuki á, thì là cứ an tâm, thì đây đúng là máy Yuki ha. Hồi nãy Lú có nói là về về mặt cảm quan á, là người ta hay hay nhìn vô cái tem này trước, thì bây giờ nó cập khiển cái này rồi ha. Thì Lú nói nãy giờ mọi người chắc cũng chưa hình dung ra được quét cái mã QR này như thế nào, thì để một chút xíu Lú sẽ hướng dẫn, Lú sẽ làm cho mọi người thấy, Lú cũng học lại thôi, không có tư cách hướng dẫn ha. Thì về mặt cảm quan đó, là mình nhìn bên ngoài á, đây nè, thấy không, nó có chữ Yuki nè, rồi tem nè, thấy không đó, tem số series đồ ha đó,
Rồi ở dưới cái hộc dầu cũng có nè. Thấy không? Mọi người thấy không? Đó. Thấy cái chữ Yuki không? Thấy cái chữ Yuki không? Đó. Thì đó là về mặt ngoại quan, mình nhìn vô để mình an tâm ha. Còn bây giờ lúa sẽ làm mẫu, lúa sẽ quét cái mã QR code này như thế nào. Rồi bây giờ lúa sẽ làm mẫu của mọi người, cho mọi người nhìn thấy là cái cách quét cái mã QR đối với những cái máy Yuki đời mới bây giờ nha. Là cứ cứ quét vô cứ quét vô cái mã QR này đó, nếu mà hàng chính hiệu Yuki là nó mới ra, còn mà hàng nhái hàng dởm là không ra ha. Thì bây giờ đầu tiên á là mở cái Zalo lên đó, thì cái Zalo nó lên nè, thì mọi người nhìn ở cái góc ở trên nè, cái góc trên cùng bên phải nè, nó có cái biểu tượng, nó có cái biểu tượng mã QR đó. Bây giờ mình bấm vô đây đó, thì nó sẽ ra cái chỗ quét nè đó. Nó quét xong nó kêu cái tút ha, nó quét xong nó kêu cái tút, nó hiện lên cái này nè, nó hiện lên đây, nó có cái chữ mở nè, thì mình bấm là mở đó. Thì mọi người thấy không, mọi người thấy không, nó hiện lên nè, đây ở trên cùng nè, ở trên cùng là cái trang web nè, cái trang web của Yuki nè nha. Để lúc phóng to lên à, ở trên cùng không có phóng to được, chỉ phóng to cái phần ở dưới thôi nè. Trên cùng để lúc đọc coi, www.3w nha, www.yuki nè, .co nè, .gb nè. GB là viết tắt của Saban đó. Rồi thì ở dưới này nè đó, mọi người thấy không, quét xong nó hiện ra cái model máy nè đó, quét vô cái mã QR nó hiện ra cái model máy nè, ở trên cái trang web chính thức của Yuki nha đó, www.yuki.co.jp nè ha. Rồi bây giờ mọi người phóng to lên nè, thì nó hiện lên cái đời máy nè, xong rồi cái gì mấy cái số đồ nè đó, thì mình đọ vô mấy cái số đó nha, đọ vô mấy cái số. Rồi rồi ở đây á là nó để cho mình biết á, là mình biết cái ngôn ngữ nào đó, mình biết cái ngôn ngữ nào thì mình vô cái ngôn ngữ đó mình đọc đó, thì tiếng Anh đồ nè đó, rồi tiếng Pháp nè, tiếng Trung Quốc, tiếng Ý, rồi tiếng Nhật, rồi tiếng Nga, rồi còn mấy cái kia nó biết lúa chứ lúa không biết nó ha. Rồi bây giờ lúa biết một chút xíu tiếng Anh thì lúa gõ vô tiếng Anh đó, thì nó lại qua cái trang kế tiếp nè, thấy không đó, qua cái trang kế tiếp nè đó. Thì ở đây là nó liệt kê ra nè, nó liệt kê ra mình muốn đọc cái gì, mình muốn đọc đọc cái gì mình bấm vô cái đó. Thì bây giờ mình muốn biết là trong cái máy này nó bao gồm cái gì thì mình bấm vô cái model máy đó, nó lại ra tiếp nè, thấy không đó. Thì tiếng Anh không à, thì lúa cũng biết vài chữ thôi, thì cũng không có dám dịch ra, sợ mọi người cười. Thì ở video sau đó lúa sẽ hướng dẫn cho mọi người. Bây giờ cái xã hội phát triển rồi, khi mà mình mua đồ điện tử hay bất cứ một cái món đồ dùng nào mà nó có cái sách hướng dẫn mà bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Tàu, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Nga gì đó, mình không cần biết một chữ nào nhưng mà mình vẫn hiểu được
là hai lứa sẽ làm cho mọi người thấy, không có dám nói hướng dẫn. Hai lứa sẽ làm mẫu cho mọi người thấy là khi mình không biết một cái ngoại ngữ nào hết, một cái tiếng nước ngoài nào hết, mà mình vẫn đọc. Ví dụ như bây giờ cái này tiếng Anh nè, thì giả sử như là mình mù tiếng Anh, mình không biết cái gì hết đi, mình nhìn thấy nó biết mình nhưng mình không biết nó, thì hai lứa sẽ chỉ cho mọi người cái cách dùng cái công cụ gì để mình dịch ra, để nó dịch ra. Thì tất cả nó nằm trên điện thoại thôi, nó cũng dễ lắm ha, nó cũng dễ lắm. Rồi để mà mình khi mà mình mua món đồ nào mà nó có cái sách hướng dẫn mình tiếng Anh đó thì mình cũng hiểu, thậm chí là nó hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh thì mình dịch ra mình sẽ hiểu hơn, mình sẽ sử dụng đúng hơn, vậy thôi. Thì đó, vừa rồi là cái cách quét cái mã QR để mình kiểm tra cái máy coi có thiệt là Yuki không ha. Thì cái vụ mà không biết tiếng nước ngoài mà vẫn vẫn hiểu được tiếng nước ngoài thì cái đó hẹn gặp mọi người ở video sau Lúa sẽ nói ha. Rồi bây giờ hai lúa xin phép mọi người cho hai lúa hướng dẫn cho cái chủ nhân của cái máy này một chút xíu nha. Thì lúc đầu video Lúa có nói là Lúa muốn khoe những cái niềm vui nho nhỏ, và cũng đồng thời đó là một cái nguồn khích lệ, một cái động lực khiến cho hai lúa luôn luôn phấn đấu không không mệt mỏi. Là cái anh mà mua máy này nè, là ảnh là ở bên Lào, ảnh đang sinh sống ở bên Lào. Ảnh gọi điện cho hai lúa giật mình luôn. Ảnh nói ảnh ở bên Lào mà ảnh mua máy may. Xong rồi cũng nói tới nói lui, xong cái là về giá tiền đồ này nọ, ảnh nói là ảnh muốn có một cái máy Yuki, Yuki thiệt. Thì rất may mắn là hai lúa tìm được cái máy này. Nó chính xác nó là Yuki mà nó còn bơm dầu khép kín nữa, thì quá ngon. Thì sau khi mà nói xong giá cả đồ rồi, Lúa cũng trình bày cái máy như vậy đồ, là cứ thế mà anh chuyển tiền thôi, chuyển tiền trước luôn, chuyển tiền mà chuyển tiền dư rồi bo luôn, không cần biết mặt mũi hai lúa là ai, không cần biết hai lúa là ai luôn, nói chuyện xong là cứ thế mà chuyển tiền đó. Thì bữa nay là cũng trải qua là cũng cả tuần rồi đó mà cái máy vẫn còn nằm đây, Lúa chưa gửi đi được, lý do là Lúa bận quá, mà Lúa bắt buộc phải làm cái video này để Lúa hướng dẫn cho ảnh đó. Thì Lúa nhắc lại cái người mua cái máy này là ở bên Lào. Rồi mọi người thắc mắc là giờ gửi làm sao? Thì thực ra đó là người nhà ảnh đó là ở gần biên giới Lào, ở gần biên giới Lào nhưng mà thuộc lãnh thổ Việt Nam. Thì bây giờ Lúa sẽ gửi cái máy này về đó, rồi người nhà mới chuyển cái máy này qua bên Lào cho ảnh. Đó, thì niềm vui của hai lúa chỉ có nhiêu thôi. Nhưng mà cái vui nhất á, một cái người xa lạ, chỉ có nói chuyện mua bán nó rõ ràng và ok mọi thứ, cái là người ta tin tưởng hai lúa, người ta chuyển tiền luôn. Vấn đề không phải đây là tiền, mà là cái lòng tin, cái niềm tin. Cái điều đó nó khiến cho hai lúa càng ngày càng phải cố gắng, không không có làm một cái chuyện gì để cho nó tổn hại cái niềm tin của mọi người đặt vào hai lúa, cho nên hai lúa phải cố gắng từng chút một. Rồi thì bây giờ cho phép hai lúa nói chuyện riêng với anh này là anh Hồng, là cái người đang sinh sống bên Lào.
Thì anh thấy là cái dây này là dây nguồn ha, mình cắm trực tiếp vô nguồn 220 ha. Thì em muốn nói là cái hộp này nè, cái hộp này nó có hai con ốc, ở đây một con nè, ở đây một con nè. Anh dùng tu vít ba ke nè, anh tháo hai con ốc này ra rồi anh lấy cái nắp này ra đó, lấy cái nắp này ra để làm chi? Lấy cái nắp này ra để anh luồn cái sợi dây này lên nè. Cái dây này là cái dây kết nối cái cần điều khiển nè, cái cần điều khiển với cái bộ não của cái bảng điều khiển của cái máy may đó. Thì anh luồn cái dây lên, anh luồn cái dây lên cái lỗ này nè, thấy không đó, anh luồn cái dây lên cái lỗ này nè đó. Khi mà anh gỡ cái nắp này ra rồi đó, anh gắn cái chui vô, thì ở trên này nó có những cái ổ để mình gắn. Cái này gọi là rắc đực rắc cái á, thì mình cứ ghim vô đúng chiều thì nó mới vô. Anh chú ý anh nhìn nha, anh nhìn cho nó đúng chiều thì mới ghim, mới ấn vô nha. Còn thấy mà nó không đúng chiều thì đừng có ấn, hư bột hư đường hết ha. Rồi khi mà ấn xong đó, gắn xong đó thì gắn lại cái nắp này. Nhưng mà cái dây nè, đó, cái dây nguồn với lại cái dây này là cho nó ra cái cửa sổ này, để cho nó, anh đừng có dặn cái này vô mà nó đè ép hai cái sợi dây này. Một là nó cấn nó làm đứt dây, hai là nó bể cái miếng chụp này, cái miếng chụp bằng nhựa này nè, đó. Rồi trở lại là lúc gọi cái này là cái cần điều khiển ha, đó, cái cần điều khiển. Thì cái cần điều khiển này nè, là ngay đây nè, ngay vị trí này nè, là nó kết nối với cái bàn đạp qua cái cặp đũa này. Cái này gọi là cặp đũa ha, tạm gọi vậy đi ha, cũng không biết gọi là cái gì nữa, không lẽ giờ gọi hai que sắt. Đó, mình gắn vô nè, một đầu là mình gắn vô nè, thấy không? Còn một đầu kia á là mình gắn vô cái bàn đạp nè, đó, gắn vô cái bàn đạp nè, đó, mấy con ốc nè. Rồi cái con ốc ở giữa này là nó cho phép mình thu ngắn hoặc là cho nó dài ra giữa hai cái que này nè, đó. Thì khi mà anh ráp cái chân lên á, anh ráp cái chân lên á là anh phải canh nha. Có nghĩa là anh phải ngồi vô cái máy thử, anh canh cái bàn đạp này nè, canh cái bàn đạp này sao mà cho cái que này nó đi thẳng lên cái cần điều khiển này nè, nó không có chéo qua dày, không có chéo qua dày đó, mà nó phải vuông góc, tất cả là nó phải vuông góc và nó song song ha. Đó, rồi anh muốn biết là cái, có nghĩa là đầu tiên anh đừng có canh cái bàn đạp với cái này, mà đầu tiên là anh phải canh cái gạt gối này trước nè. Đó, anh ngồi vô ghế, anh canh cái bàn đạp này theo cái gạt gối này. Đó, khi mà anh ngồi vô ghế mà anh thấy cái bàn đạp với gạt gối nó ok rồi á, thì lúc đó mình mới canh tới cái cặp đũa này. Đó, thì tất cả em muốn nói là chỉ có vậy thôi. Còn lại thì cái công tắc nó ở đây nè. Đó, thì đó mọi người thấy cái đồ Yuki nó cũng có khác nữa ha. Cái công tắc là nó có một cái miếng nhựa dẻo, nhựa mềm mà nó chụp lại để tránh bụi bặm rồi hơi ẩm nước nôi đồ nó bị rớt vô đây. Rồi cái này là cái đánh suốt nè, khi mà anh ép cái này vô á, con ốc này là mình có thể điều chỉnh được á. Ví dụ như anh muốn cho nó suốt, nó đầy hay nó cạn gì đó, nó tự động nó bật ra, thì anh điều chỉnh cái con ốc này ha. Đó, còn cái dao này là dao cắt chỉ thôi. Khi mà nó đánh suốt đầy á thì mình gài vô mình cắt chỉ thôi. Cái đồng tiền đánh suốt đó, thấy không? Rồi thì video này hai lúa nói nhảm, nói dông, nói dài là cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi.
Rồi hai lúa kính chào tạm biệt và kính chúc anh Hồng ở bên Lào có thể nhờ cái máy này làm cái công cụ kiếm tiền tốt ha. Hai lúa kính chào tạm biệt. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp.